Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng đến với những tin tức nổi bật nhất của ngày hôm nay nhé. Vào chiều ngày hôm qua mùng 6 tháng 11 thì trên rất nhiều diễn đàn đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đã quỳ gối khóc lóc và níu chân bạn gái của mình ngay trước cửa của trường Cao đẳng Thương mại Thái Nguyên. Và hiện tại thì đoạn clip này đang được chia sẻ cũng như là nhận được sự chú ý đặc biệt từ phía cộng đồng mạng. Trong đoạn clip được ghi lại thì vào khoảng 1 giờ chiều ngày hôm qua mùng 6 tháng 11, hành động quỳ gối và khóc lóc cũng như là níu chân bạn gái của chàng trai mặc áo đen đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm từ phía những người đi đường. Và người đăng tải đoạn clip này thì có chia sẻ rằng anh tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này trước cổng của trường Cao đẳng Thương mại Thái Nguyên. Và cặp đôi này có vẻ là đang giận dỗi nhau và chàng trai đang muốn níu kéo và xin người yêu mình tha thứ. Mặc cho bạn gái tỏ rõ sự giận dữ và khó chịu nhưng mà chàng trai vẫn tiếp tục khóc lóc và xin tha thứ. Thậm chí là bạn bè và bảo vệ của trường cũng phải can thiệp và sau một hồi khuyên nhủ thì thanh niên này mới chịu buông tay để bạn gái vào trường. Và sau vài giờ đăng tải thì đoạn clip này đã nhận được về hơn 200.000 lượt xem cùng với hàng trăm bình luận. Tuy nhiên thì khoảnh khắc này vẫn bị mọi người chỉ trích rất là nhiều. Họ cho rằng việc một nam thanh niên có hành động như vậy thật không đáng mặt đàn ông và thậm chí là còn khiến cho bạn gái của mình khó chịu, nhất là ở những nơi công cộng và có nhiều người nhìn vào như vậy. Và chiều ngày hôm nay mùng 7 tháng 11 thì Hà Nội đã tổ chức họp báo và công bố giải đua xe công thức 1. Và mới đây thì bản vẽ hé lộ đường đua công thức 1 tại Hà Nội cũng đã được chia sẻ và đã nhận được sự chú ý rất nhiều từ phía dư luận. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Và chiều ngày hôm nay mùng 7 tháng 11 thì Hà Nội đã tổ chức họp báo và ký hợp đồng cũng như là công bố giải đua xe công thức 1. Việt Nam chúng ta đã trở thành thành phố thứ 22 trên thế giới đăng cai tổ chức giải đua này. Và để đi đến ký kết tổ chức giải thì các chuyên gia của F1 đã phải nhiều lần đến Hà Nội để khảo sát, đánh giá và xác định thành phố có đủ điều kiện và cơ sở hạ tầng để tổ chức giải đua như vậy. Ví dụ như là sân bay, hạ tầng giao thông, hệ thống khách sạn và dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Về địa điểm đua thì Hà Nội có đề xuất là giải đua sẽ được tổ chức tại khu trung tâm thể thao Mỹ Đình. Và mới đây thì bản vẽ hé lộ đường đua F1 tại Hà Nội cũng đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Theo thiết kế thì sẽ có một đoạn đường đua được xây dựng mới và bao gồm các góc cua sẽ chạy qua khu vực sân vận động Mỹ Đình. Về cấu trúc của đường đua thì theo thông tin ban đầu, đường đua F1 tại Việt Nam sẽ có độ dài khoảng 5,5 km với 22 khúc cua được xây dựng dựa trên cảm hứng của các đường đua tại Đức hay là Nhật Bản và cũng như là các góc cua mang đậm yếu tố đường phố tại Monaco. Khu vực tổ chức dành cho khách VIP, khu vực hậu cần sẽ dài khoảng 300m và sẽ được xây dựng với cấu trúc 3 tầng, có 36 khoang phục vụ cho các đội đua, 4 khoang dành cho liên đoàn ô tô quốc tế và ngoài ra sẽ có một khu vực dành cho khách chứa được khoảng 3.000 người. Và thời gian tổ chức giải đua này thì dự kiến sẽ rơi vào đầu tháng 4 năm 2020 tới đây. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là đơn vị đăng cai và tập đoàn Vingroup sẽ là đơn vị tổ chức. Với việc ký kết thành công thì Việt Nam sẽ là quốc gia Đông Nam Á thứ 3 trong lịch sử giải đua này đăng cai tổ chức giải công thức 1 sau Malaysia và Singapore. Hà Nội cũng sẽ trở thành thành phố Đông Nam Á thứ 2 tổ chức giải đua này vào năm 2020 cùng với Singapore. Tiếp theo, nếu như mà các bạn đang muốn sắm cho mình một chiếc smartphone mới thì đây chính là thời điểm thích hợp, bởi vì bộ đôi smartphone đến từ Nokia chính là chiếc Nokia 5.1 Plus và Nokia 6.1 Plus đang có một đợt giảm giá cực hot. Cụ thể là từ ngày 2 tháng 11 cho đến ngày 18 tháng 11, khi mua Nokia 5.1 Plus và Nokia 6.1 Plus tại Savonet thì các bạn sẽ nhận ngay một phiếu mua hàng trị giá lên tới 1 triệu đồng. Và ngoài ra thì người mua bộ đôi smartphone này sẽ đều được hưởng chế độ hậu mãi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, cũng như là hỗ trợ trả góp 0%. Mới được ra mắt cách đây không lâu, tuy nhiên thì chiếc Nokia 5.1 Plus và Nokia 6.1 Plus đã trở thành một trong những bộ đôi tầm trung rất được yêu thích với thiết kế đẹp, màn hình tràn viền, tai thỏ cùng cụm camera kép xóa phông. Thế nên là các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Chắc hẳn là các fan của bộ phim Cung Đấu Diên Hy Công Lược vẫn đang có rất nhiều những dư âm về bộ phim này phải không nào? Và được biết, biên kịch Vu Chính sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả một Diên Hy Công Lược thu nhỏ được mang tên là Hạo Lan Truyện. Lấy bối cảnh thời chiến quốc mang tên Hạo Lan Truyện, những nhân vật quen thuộc trong Diên Hy Công Lược ví dụ như là Lệnh Phi Ngụy Anh Lạc, Ngô Cẩn Ngôn, Càn Long, Nhiếp Viễn hay là Cao Quý Phi Đàm Trác sẽ đều được Vu Chính sử dụng như là gà nhà cùng với dàn diễn viên cũ đưa hết vào Hạo Lan Truyện. Hạo Lan Truyện thì cũng được Vu Chính khắc họa trong bối cảnh là hai nước Triệu và Tần mâu thuẫn liên tục và chiến tranh xảy ra thường xuyên như là chuyện cơm bữa. Lý Hạo Lan và sau này là Triệu Cơ do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai đã liên thủ cùng với Lã Bất Vi là Nhiếp Viễn và Doanh Dị Nhân là Mao Tử Tuấn và đã kết hợp thành một bộ ba nắm giữ quyền lực trong giai đoạn chiến quốc lúc bấy giờ. Và được biết Hạo Lan Truyện sẽ chính thức được lên sóng online vào ngày 15 tháng 1 tới đây. Vào sáng ngày 4 tháng 11 vừa qua thì tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã kinh hoàng khi mà phát hiện ra một cô gái trẻ đã rơi từ tầng 17 xuống tầng 8 của một tòa nhà tại bệnh viện và tử vong. Và đến ngày hôm nay thì đã hé lộ thêm những tình tiết trong vụ việc này.
Ngày 5 tháng 11, thì Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã có thông tin chính thức về sự việc một nữ bệnh nhân đã rơi từ tầng 18 xuống tầng 8 của bệnh viện và tử vong tại chỗ. Bác sĩ Bùi Thanh Doanh là giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã cho biết, nữ bệnh nhân có tên là PA, 29 tuổi và trú tại thành phố Hải Phòng. Vào khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện vào lúc 23 giờ ngày 2 tháng 11 trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, đau bụng và sốt nhẹ. Đến khoảng 1 giờ 35 phút ngày 4 tháng 11 thì mọi người trong bệnh viện bỗng nghe thấy một tiếng động mạnh và sau đó bàng hoàng và phát hiện ra một người đã rơi xuống trên nền tầng 8 của tòa nhà. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy là nữ bệnh nhân này không hề sử dụng các chất gây nghiện. Được biết trước khi xảy ra sự việc đau lòng này thì bệnh nhân đã có ý định đi lên cầu thang máy của bệnh viện để đi lên tầng cao tự tử nhưng mà bất thành khi mà người mẹ của bệnh nhân này phát hiện ra và ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên đến lần thứ hai khi mà gia đình không để ý thì nữ bệnh nhân đã leo lên tầng 7 và nhảy lầu tự tử. Được biết PA là một hot girl khá nổi tiếng và được nhiều người biết đến tại Hải Phòng. Vừa rồi cũng là những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay gặp nhau cuối ngày mùng 7 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và bây giờ thì xin chào và chúc bạn ngủ ngon nhé.